Xin chào các bạn, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và review về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng để giúp các bạn có thể hiểu rõ về sản phẩm mà các bạn đang quan tâm. Thay vì nhìn qua hình ảnh thì các bạn để xem video trực tiếp về cái sản phẩm đó. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để giới thiệu chi tiết đến các bạn một cái cặp mai bình vẽ hình ảnh là cá rồng và ngàn hoa. Đấy, như các bạn nhìn thấy hình ảnh một cặp mai bình. Ở trước mắt các bạn là một cái sản phẩm cao với chiều cao là 52. Mình sẽ đo chi tiết sản phẩm nhé. Cao 50. 50 này, đường kính bụng của sản phẩm, đường kính bụng sẽ rơi khoảng tầm 26, đường kính chân của sản phẩm là 18,5. Sản phẩm này là cái sản phẩm sứ với họa tiết là màu vẽ vàng. Đây các bạn quan sát đi nhé, hình ảnh màu sắc rất là đẹp này. Toàn bộ họa tiết mà các bạn nhìn thấy đây đều được vẽ hoàn toàn thủ công bằng tay hết, vẽ bằng tay hai lần. Lần đầu tiên là vẽ họa tiết lên sản phẩm. Và tiếp theo đó là khi mà vẽ vàng cũng phải vẽ tay một lần nữa, là hai lần vẽ tay. Đây chúng ta nhìn thấy một cái cặp mà khi mà nhìn cảnh này nhé, một cặp cá rồng rất là đẹp mắt này, đang uốn lượn trước hàng ngàn bông hoa. Đây cái mục ý nghĩa của cái sản phẩm này thì mình sẽ để ở mục mô tả của video, bởi vì trong tất cả cái video mình chỉ làm những cái video để review thôi, review về những cái sản phẩm này nó có những cái họa tiết gì thôi. Mình sẽ làm những video ở mức ngắn vừa phải, nó không quá dài. Nếu như mà nói về ý nghĩa các thứ thì nó dài lắm, các bạn chịu khó vào mục mô tả để xem nhé. Họa tiết này, hình ảnh hoa cúc này, hoa sen, hoa mẫu đơn và rất nhiều những cái mẫu hoa khác. Mỗi một loại bông hoa nó sẽ là một cái màu sắc khác nhau, khi mà chúng ta nhìn vào rất là rực rỡ. Tiếp theo đó những cái chú cá rồng này, được vẽ với cái kiểu dáng uốn lượn vô cùng là sinh động. Toàn bộ cái màu sắc này, màu sắc họa tiết là cái màu sắc được phủ ở bên ngoài một lớp men, hay còn gọi là màu sắc ở trong men nhé, màu sắc họa tiết ở bên trong men. Vì vậy cái màu sắc này các bạn có thể đảm bảo các bạn là chọn đời không bao giờ sợ bị mờ hay là xuống màu. Riêng những cái màu sắc này để sản xuất ra một sản phẩm vẽ vàng như các bạn nhìn thấy đây thì sản phẩm sẽ phải trải qua hai lần lửa. Lần lửa đầu tiên là tạo nên sản phẩm ở mức nhiệt là 1250 độ C, và mức nhiệt thứ hai là khi mà vẽ vàng nước lên bên trên và nung ở nhiệt độ 800 độ C thì vàng sẽ bám ở trên họa tiết này rất là chắc. Đây các bạn nhìn thấy ảnh vàng kim rất là sáng bóng nhé. Mình sẽ cầm sản phẩm đây rồi mình quay cho các bạn nhìn các góc. Hình ảnh cá rồng đang uốn lượn nhé, vô cùng đẹp. Cái sản phẩm mai bình này thì nó có các cỡ từ 53 từ 40 cho đến phần 50 này, 55 và 65 các cỡ nhé. Mình đang quay một vòng con cá rồng màu vàng này đang lượn này. Đây một cá rồng màu vàng rất là lượn, rất là đẹp mắt này. Các bạn thể quan sát đấy, hoa này, hoa phù dung vẽ màu sắc của nó rất là rực rỡ. Cái này chúng ta để bày tại phòng khách. Bày tại phòng khách thì rất là sang. Ở trước ở trên thường thì bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái tủ tivi của chúng ta rất là rộng, bởi vì cái màn hình tivi rất là rộng, sẽ thừa khoảng hai bên. Thì các bạn đặt một cái cặp mai bình dáng cao này lên thì nó rất là tương xứng với cái chiếc tivi, hoặc là đặt ở trên kệ tủ, hoặc là ngay tại bàn tiếp khách, nó rất là sang, có ý nghĩa và đẹp mắt. Và chơi những cái sản phẩm này gần như là trường tồn thời gian, rất là bền, rất là lâu. Nếu như mà các bạn quan tâm đến cái sản phẩm cặp mai bình cá rồng ngàn hoa này thì các bạn có thể liên hệ ngay đến số điện thoại đặt bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Các bạn có thể truy cập vào website battrang.info để xem thêm nhiều nữa những cái sản phẩm bình hút tài lộc được sản xuất thủ công tại Bát Tràng, những cái dòng cao cấp nhất. Rồi ok, nếu các bạn thấy cái video này của mình hay và ý nghĩa thì tặng cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.